Chào cả nhà nha. Rất vui khi các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi của Chiếc Lê nha. Hôm nay Chiếc Lê xin chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn về hai cái cách để mình trị viêm họng, viêm amidan tại nhà. Rất là đơn giản bằng một cái loại dược liệu rất là quen thuộc trong đời sống chúng ta. Mong đem lại cho cả nhà nhiều điều hữu ích và áp dụng khi cần thiết nhé. Trước khi chia sẻ thì Chiếc Lê xin gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà. Luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc nhé. Giờ em xin chia sẻ cách làm như sau. Thì cái cách thứ nhất, đối với cái trường hợp mà viêm họng, viêm amidan, thì em dùng cái gao giết cá nha cả nhà. Đây cả nhà xem, ở đây em trồng rất là nhiều nha. Cái trường hợp mà viêm họng, viêm amidan thì cả nhà mình hái vô, nếu ở nhà mình có trồng cái loại rau đó thì mình hái vô 7 cái đọt rau giáp cá như vậy. Mình áp dụng theo cái phương thức dân gian thì nam thất nữ cũ. Thì người nam thì mình dùng 7 cái đọt rau giáp cá như vậy. Còn người nữ thì mình dùng 9 đọt nha. Sau đó mình đem vô mình rửa sạch bằng nước muối loãng, tránh cái trường hợp mà sâu gầy nó đeo trong cây rau đó cả nhà. Với trường hợp mình có dùng phân thuốc không nha, thì mình rửa sạch bằng nước muối loãng. Rồi sau đó mình lấy hai hạt muối hạt, thì hạt muối vừa thôi nha. Đừng có lấy hạt muối nó bự quá nên sợ nó mặn. Thì cả nhà mình sau khi mình rửa sạch cái 7 cái đọt rau giáp cá như vậy với hai hạt muối thì mình bỏ vô miệng mình nhai. Cái đó là trường hợp người nam nha, nam thất như cũ. Người nam thì 7 7 đọt, người nữ thì 9 đọt. Thì mình nhai cho nó dập dập ra. Mình ngậm khoảng độ từ 5 đến 10 phút nha. Thì nó cải thiện rất là rõ rệt như cả nhà. Trường hợp thì mình ngậm từ 5 đến 10 phút thì sau thì cây rau này mình nhai mình ăn cũng vẫn bình thường nha. Cây rau này mình vẫn ăn có loại rau mình ăn thường ngày đây cả nhà. Thì thường thường anh chị viêm họng, viêm amidan á thì em dùng cái loại rau này hầu như là 1 đến 2 lần là nó cải thiện rất là rõ rệt. Đó là em chia sẻ về cái cách thứ nhất. Giờ em xin chia sẻ cái cách làm thứ hai. Cái cách làm thứ hai thì cả nhà mình dùng cái cây cọ đuôi chuột. Thì trường hợp bà con nào không biết thì mình nhìn cho rõ mặt cái cây thuốc để mình dễ tìm dễ kiếm hơn nha. Đây cái cây cọ đuôi chuột, cái bông nó màu tím như vậy đây cả nhà, cũng rất là đẹp nha. Thì cả nhà mình áp dụng cũng tương tự như vậy nha. Người nam thì mình dùng 7 cái lá cọ đuôi chuột, còn người nữ thì mình dùng 9 lá nha. Sau đó mình rửa sạch bằng nước muối loãng, rồi mình lấy hai hạt muối, rồi mình để vô miệng mình nhai cho nó dập dập ra, mình ngậm lại khoảng độ 5 đến 10 phút. Thì cả nhà mình thấy nó cải thiện rất là rõ rệt nha. Thì giờ hôm nay video em quay cho cả nhà xem tới đây nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các cô chú anh chị và các bạn thấy cái video em chia sẻ hay hữu ích thì đừng quên cho em một lượt like, một lượt chia sẻ cũng như là một lượt đăng ký ủng hộ kênh để em có thêm cái động lực ra những cái video hay và hữu ích hơn nữa nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.